xin chào các bạn trong video này mình sẽ giải thích uh, chi tiết cái uh, model uh, kinh doanh bán áo thun trên eB Amazon kết hợp với Shopify và cửa temcast uh, đầu tiên trước uh, tiên dù đây là bạn với tư cách là seller uh, bước đầu tiên uh, là bạn sẽ tạo ra một cái mẫu mã của t-shirt nếu bạn có khả năng sử dụng ở Photoshop hoặc là các phần mềm đi áo thun còn nếu như không thì bạn sẽ dùng cái tư duy là socks labor tức là các bạn sẽ thuê designer hoặc là freelancer các bạn sinh viên trường Mỹ hoặc hoặc là lên fiverr.com của Mỹ các bạn thuê một freelancer ở các nước thứ ba như là nghe như là Bangladesh như là Indo vân à, vân để đi ra một cái mẫu áo thun à, theo ý các bạn sau khi các bạn đã nghiên cứu cái nick cái ngách cái mẫu mà khách hàng thích và sẽ click và mua thì cái giá hiện tại à, thuê sinh viên ở Việt Nam đi ra một cái mẫu áo thun dao động trong tầm 50.000 tới 70.000 đồng Việt Nam và cái mẫu áo của bạn nên có độ phân giải là 4 ngàn rưỡi nhân 5 ngàn pixel và sau đó các bạn sẽ upload cái mẫu áo thun của bạn lên cái platform của custom cards đó là bước đầu tiên à, bước thứ hai là sau khi các bạn upload cái mẫu áo của bạn lên custom cards và chính xác là vào cái cái folder hoặc là cái library là thư viện à, hình ảnh à, trong cái tài khoản custom của bạn thì custom Suncast sẽ export sẽ xuất cái mẫu áo của bạn sang Shopify và trong Shopify thì đã ẩn chữa đã tích hợp uh, không những là kênh bán hàng Amazon và IB là hai kênh bán hàng có lượng organic uh, traffic rất là lớn với Amazon là 2.56 tỷ lượt truy cập một tháng tính tới thời điểm là uh, tháng 4 năm 2019 và eBay là đứng hàng thứ hai về e-commerce platform với lượng truy cập hàng tháng là 1.1 tỷ lượt truy cập hoàn toàn miễn phí và các bạn không phải chạy quảng cáo như là cách các bạn bán trên các platform bán áo thun chuyên nghiệp của Mỹ như là t Spring như là Sunfrog như là Cafe Press hoặc là One Niclo ở đây dựa vào cái danh tiếng của eBay và Amazon chúng ta có lượng truy cập uh, organic traffic tổng cộng là trên 3.5 tỷ lượt truy cập một tháng. Và đây là cái điểm uh, vượt trội là cái ưu thế vượt trội uh, tính ưu việt của ở cái model bán ở thun khi chúng ta sử dụng IB Amazon kết hợp với Shopify và Custom Card Và sẽ, uh, Shopify sẽ sync sẽ đồng bộ cái mẫu áo của bạn không những trên Amazon và IB mà còn trên một số kênh bán hàng khác đã tích hợp trong uh, Shopify chẳng hạn như là One, Nilo, như là Facebook, như là Instagram vân uh, vân. Và cái bước thứ tư uh, và nếu các bạn uh, sell tốt uh, ngoài cái lượng organic uh, traffic uh, khủng của eBay và Amazon nếu các bạn lựa chọn cái mẫu và sell cái từ khóa thật tốt đó, thì khách hàng sẽ nhìn thấy cái mẫu áo của bạn và sẽ click vào mua và một cách khá dễ dàng nếu các bạn từng có cái tài khoản Amazon Professional Seller và list áo lên theo cái model này thì các bạn sẽ rất ngạc nhiên vì có những cái mẫu áo rất là bình thường rất là đơn giản nhưng khách Mỹ vào mua và chính nhờ cái danh tiếng của Amazon và đã tạo nên cái lượng organic traffic là 2.56 tỷ lượt chỉ cần một tháng và khi khách hàng place an order đặt hàng mua và make a payment và thanh toán cho Amazon hoặc là eBay thì lúc bây giờ Custom Card sẽ làm công việc là in áo là bước số 5 và sau đó Custom Cast sẽ ship cái áo đó tới cho customer bằng UPS trong vòng từ 2 ngày và tối đa là 5 ngày là áo sẽ được giao tới khách hàng Mỹ trong 48 từ bang Hoa Kỳ với cái chi phí vận chuyển là chỉ có 5 đô một áo và chính xác là 4 đô 99 à, giá rất là tuyệt vời phương thức vận chuyển rất là nhanh theo tiêu chuẩn của Mỹ và khi khách hàng customer nhận được áo và nếu họ hài lòng họ uh, sẽ để lại có thể là 4 sao 5 sao cho bạn uh, với cái dạng là review hoặc là feedback và lúc bây giờ Amazon và Ebay sẽ thanh toán cho các bạn Amazon thì sẽ thanh toán cho các seller ở Việt Nam thông qua Pioneer còn Ebay sẽ thanh toán cho các bạn thông qua Paypal đó rất là tuyệt vời và ưu điểm của cái Uh, cách uh, bán hàng cái mô hình bán áo thun uh, theo cái mô hình kết hợp hai cái e-commerce hàng đầu thế giới với lượng truy cập khủng là ebay amazon và kết hợp với một cái platform cũng rất là nổi tiếng trên thế giới là shopify cùng với một cái nhà in và hàng đầu trên thế giới có mặt ở 48 tiểu bang hoa kỳ với giá in xị một áo chỉ có một đô chỉ có sorry các bạn chỉ có 6 đô một áo thì custom card cũng in và một áo cũng vận chuyển với chi phí là 5 đô và trong khi đó ở thời điểm hiện tại tôi bán một áo thun ở trên tài khoản IB của tôi với giá là 22 đô 99 tức là 23 đô và giá gốc chỉ có 6 đô tức là với một áo thun thì tôi hoàn toàn lời được 17 đô và trong các video kế tiếp như các bạn thấy một trong các tài khoản IB của tôi bán áo theo cái dạng mô hình khép kín này. Một tháng cái số lượng áo bán có thể lên tới 300, 303 hoặc 370 áo. Một trong các tài khoản eBay của tôi. Và cái tiềm năng của cái cách bán áo này vẫn là không giới hạn. Bởi vì trong Shopify đã tích hợp không những eBay và Amazon còn những cái kênh bán hàng online rất là khủng khác như là Facebook, như là Instagram, như là One Nilo, cái vấn đề là chúng ta có uh, team, chúng ta có nhân viên và mở các tài khoản của các kênh bán hàng bán áo thun khác và giao việc cho uh, nhân viên, các bạn sinh viên uh, list áo và upload áo, cũng như là customer service cho khách nếu uh, khách có thắc mắc uh, và cái ưu điểm uh, kế tiếp đó là customer card là một trong những nhà in uh, hàng đầu trên thế giới offer chúng ta uh, với tư cách là seller chỉ có uh, 6 đô một áo và giao hàng trong vòng từ 2 đến 5 ngày là áo đã được giao tới khách hàng Mỹ trong 48 địa bang Hoa Kỳ. Đó là những ưu điểm vượt trội của cái cách băng áo thun theo cái mô hình mà các bạn uh, thấy trên trên hình và uh, tôi vừa cắt nghĩa một cách chi tiết và cụ thể cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin mến chào các bạn.